để người không thi hành kỷ luật cô giáo buộc dây vào áo trẻ. Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng việc cô giáo nhận trông trẻ bị tăng động ở một góc độ nào đó thể hiện sự nhân văn của cô giáo và nhà trường, cần xem xét kỹ lưỡng các góc độ, không nên xử lý kỷ luật giáo viên. Liên quan đến thông tin bé trai 4 tuổi bị buộc dây vào áo và cột vào cửa sổ lớp tại trường mầm non B, Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, sáng ngày 1 tháng 12, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: "Tôi đề nghị rút kinh nghiệm về phương pháp xử phạm chứ không nên kỷ luật giáo viên. Những ứng xử của cô giáo với cháu nhỏ đúng là chưa chuẩn, chưa đúng nghiệp vụ sư phạm, nhưng trong những trường hợp như vậy cần xét điều kiện cụ thể của cô giáo. Thực ra khi cô giáo nhà trường nhận trông cháu cũng đã là sự nhân văn, bé được nhận vào trường vào lớp cũng xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ tình thương với bé và gia đình. Bởi vì giáo viên nhà trường hoàn toàn có thể từ chối để gia đình phải gửi con đến cơ sở giáo dục đặc biệt. Bình thường, những cháu bị mắc bệnh như vậy thì nên cho học tại trường chuyên biệt với sự hỗ trợ chăm sóc của một cô với một trò", ông Đức nói. Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn mọi người nên chia sẻ với công việc của các cô giáo mầm non. Ông phân tích, chăm sóc các cháu bình thường mà hai cô giáo chăm sóc 30 đến 40 cháu một lớp đã là rất áp lực. Cùng với đó, cháu B bị khuyết tật, rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, tâm lý của cháu rất bất bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể có hành động ảnh hưởng đến an toàn của chính cháu và cả những trẻ xung quanh. Đặt mình vào hoàn cảnh của giáo viên, chắc chắn nhiều người cũng chưa biết phải xử lý như thế nào để vẹn cả môn đường giữa chăm sóc cháu B và đảm bảo an toàn cho 30 đến 40 học sinh khác. Tôi thấy rằng các cô giáo cũng đã có nhận thức đảm bảo an toàn cho cháu khi buộc sợi dây vào áo chứ không vào người cháu để không gây bất cứ tổn thương nào với cơ thể bé, ông Đức bộc bạch. Qua sự việc trên, ông Đức cũng nhấn mạnh việc giáo viên cần có tính phản biện, thể hiện quan điểm và trao đổi lại với lãnh đạo để có hướng xử lý. Lẽ ra trong trường hợp đó, các cô giáo nhận thấy được giao một việc quá khả năng thẩm quyền của mình, phải có ý kiến lại với nhà trường để có biện pháp giải quyết. Nhưng các cô cũng xuất phát từ chuyện cần việc làm nên cam chịu, làm những việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân mình và các cháu, ông Đức bày tỏ. Giáo viên thừa nhận đã lấy dây buộc vào người trẻ 4 tuổi rồi treo lên cửa sổ. Xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, giáo viên trường mầm non Trực Đại B đã lấy dây buộc vào áo cháu B để cháu khỏi chạy nhảy lung tung, gây sự với các bạn trong lớp. Ngày 30 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo về sự việc bé trai 4 tuổi ở trường mầm non B Trực Đại, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh bị buộc dây vào người rồi treo lên cửa sổ lớp học. Buổi chiều hôm qua, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã về địa phương trường mầm non để tiến hành xác minh sự việc. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh, địa phương và nhà trường làm rõ sự việc này, ông Hùng nói. Theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh mà ông Hùng cung cấp cho phóng viên, cháu Nguyễn Tài B sinh năm 2014, trú tại xã Trực Đại, bị rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, có giấy xác nhận của khoa tâm thần, bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu B vừa bị câm, vừa bị điếc, có biểu hiện hú, chạy nhảy, giẫm vào người, cắn vào tay các bạn và cô giáo. Trong báo cáo này, nhà trường thừa nhận những lúc cháu B tăng động quá, cô giáo đã buộc dây vào người cháu B để giữ an toàn cho cháu B cùng các bạn trong lớp. Báo cáo cũng nêu rõ cách làm của cô giáo thể hiện nhận thức rất hạn chế, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm với trẻ khuyết tật, nên đã có những hành vi không đúng, không chuẩn mực, gây phản cảm. Nhưng các cô giáo không có ác ý gì ngoài việc đảm bảo an toàn cho cháu B và các trẻ khác. Từ khi xảy ra sự việc, cháu B vẫn đến lớp và bình ổn về tinh thần. Sự việc này chúng tôi cảm thấy rất buồn, có thể coi là biện pháp giáo dục nhưng lại phản giáo dục, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên. Tuy nhiên, dư luận cũng cần nhìn nhận vấn đề cụ thể để có cái nhìn bớt khắt khe hơn với các cô giáo. Giáo viên ở đây, tôi cho là còn thiếu kỹ năng nuôi dạy trẻ, nhất là trẻ khuyết tật. Nhà trường giáo viên đã không nghiên cứu đưa ra một biện pháp nào tốt hơn ngoài việc buộc dây vào người cháu. Là những người quản lý giáo dục, chúng tôi không bao giờ ủng hộ việc này. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị nhà trường, các đơn vị tham mưu có biện pháp quản lý giáo dục cháu B cùng các cháu khác tốt hơn, tránh sự việc đáng tiếc lặp lại. Bởi lẽ, dù là trẻ khuyết tật, nhưng cháu B cũng như bao trẻ khác đều có quyền được tới trường để học tập, ông Hùng thông tin thêm.
Ông Hiệp cùng cho rằng, kết luận của cơ quan điều tra trong vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi Trung ương chưa khách quan. Vì vậy ông sẽ khiếu nại đến cùng. Liên quan đến việc, ông Nguyễn Thế Hiệp, hay còn gọi là Hiệp Khùng, sinh năm 1947. Trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, ông sẽ khiếu nại đến cùng, vì kết luận của cơ quan điều tra là không thuyết phục. Tôi sẽ khiếu nại đến cùng, kể cả bị truy tố, ông Hiệp nói. Theo ông Hiệp, trước đó vào ngày 15 tháng 11, ông được cơ quan chức năng mời lên thông báo điểm cháy, nguyên nhân cháy. Không đồng ý với kết luận trên, ngày hôm sau, ông gửi bản tường thuật đến Viện Kiểm sát Nhân dân, quận Ba Đình. Sau đó đến ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình đã gửi đề xuất khởi tố bị can lên Viện Kiểm sát Nhân dân Ba Đình. Ngày 23 tháng 11, đề xuất này được Viện Kiểm sát đồng ý. Ngày 27 tháng 11, cơ quan công an đến đọc quyết định khởi tố và nói tôi được tại ngoại, nhưng không được đi khỏi địa phương. Nhưng ở tuổi 72 rồi, tôi còn đi đâu được nữa, tiền nong thì cũng chả có, phải sống nhờ vào khu nhà trọ giá rẻ này. Ông Hiệp cho biết, theo ông Hiệp, có hai điểm cơ quan điều tra kết luận chưa khách quan, đó là mẫu vật lấy tại hiện trường và lời khai của nhân chứng. Trong số 20 ngôi nhà bị thiệt hại, thì có 6 ngôi nhà trọ bị cháy hoàn toàn, nhưng cơ quan điều tra chỉ lấy mẫu vật hiện trường ở 2 ngôi nhà là không khách quan, bởi khi đó tường sắt đổ xuống, không phân biệt được là của nhà nào. Ông Hiệp nói, bên cạnh đó, ông Hiệp cho rằng, nhân chứng khai ngọn lửa bùng phát từ nhà ông là không khách quan. Bởi tại thời điểm xảy ra cháy, một người phụ nữ ở phòng 10 tầng 2, nơi cơ quan chức năng kết luận bắt nguồn vụ cháy, chạy xuống báo cho ông Hiệp. Là nhìn thấy khói từ bồng số 11 lùa lại, chứ không phải cháy. Cũng tại thời điểm vụ cháy xảy ra, phòng trọ của ông có ít người. Vì mọi người vào viện chăm con, thời tiết lúc đó không nóng, nên ông Hiệp không bật điều hòa ở các phòng trọ. Được biết, ông Hiệp đã được luật sư Giang Văn Quyết của văn phòng luật sư Tôi Yêu Luật biện hộ miễn phí. Trước đó như đưa tin, vào khoảng 17 giờ 45, ngày 17 tháng 9, ngọn lửa bùng phát tại dãy nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, quận Ba Đình, Hà Nội, khiến hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy. Đến khoảng 21 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn làm việc đến nửa đêm để khám xét các dãy nhà. Cơ quan chức năng khi đó cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi toàn bộ xóm trọ và nhiều cửa hàng kinh doanh ở mặt đường Đê La Thành. Tuy nhiên, 4 ngày sau, người dân phát hiện 2 thi thể trong nhà trọ. Phần thi thể nằm trên lớp tro đen, dưới đống tôn đổ nát. Thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ, dành cho bệnh nhân nghèo. Danh tính 2 nạn nhân là vợ chồng chị Hà Thị Lành, sinh tháng 5 năm 1977, và anh Tạ Văn Tính, sinh năm 1977, cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp. Cuối tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ việc trên. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thế Hiệp, sinh năm 1947. Trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Nữ công nhân bị oan, anh thấy mình cần xin lỗi tôi không? Điều tra viên nói, cái đó không phải trách nhiệm của tôi, sẽ có người đứng đầu một cơ quan ra xin lỗi chị, tôi là thực hiện theo quy định của pháp luật ha. Sau hơn 4 năm bị khởi tố oan, hôm 29 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức mời nữ công nhân Tiết Lệ Trân, 29 tuổi, đến để giao quyết định đình chỉ điều tra bị can. Tại buổi làm việc với điều tra viên D, chị Trân đặt vấn đề vì sao quyết định đình chỉ đã ban hành cách đây hơn một tháng, nhưng giờ chị mới nhận được. Vị này cho biết thời điểm nhận được hồ sơ thì mới tống đạt, nếu chị Trân có thắc mắc thì cứ làm đơn. Chị Trân hỏi, lúc đầu anh nói là lỗi do tôi gây ra rồi khuyên tôi nhận tội, nhưng cuối cùng thì phải đình chỉ, anh có thấy mình cần phải nói một lời nào đó với tôi không? Điều tra viên D đáp, cái đó sẽ có một cơ quan nói với chị, nếu cảm thấy bị oan, chị yêu cầu bồi thường sẽ có cơ quan đứng ra nhận lỗi với chị. Chị Trân tiếp tục đặt câu hỏi, anh vẫn không thấy mình sai. Cái đó không phải trách nhiệm của tôi, sẽ có người đứng đầu một cơ quan ra xin lỗi chị, tôi là người thực hiện theo quy định của pháp luật ha, điều tra viên D chốt lại.
Chia sẻ với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chị Trân cho biết chị không đồng ý với cách trả lời của điều tra viên. 6 năm rồi, tôi chờ có ngày hôm nay thôi. Điều tra viên nói như vậy tôi rất buồn. Nếu ban đầu họ chịu nghe tôi nói thì đâu có chuyện khởi tố anh tôi. Đã làm sai mà không nhận lỗi, tôi không biết nói sao nữa. Nếu không có báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng bài báo thì không biết đến khi nào mới nhận được quyết định đình chỉ. Chị Trân cũng cho biết hiện chị đang nhờ luật sư giúp chị làm thủ tục yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh phải đứng ra công khai xin lỗi và bồi thường cho chị. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh từng phản ánh, giữa tháng 4 năm 2012, chị Trân chạy xe máy chở cô bạn là Phạm Thị Mỹ Vân trên quốc lộ 1A từ cầu Bình Điền về chợ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm dẫn đến chị Trân bị gãy tay thương tật 13%. Còn chị Vân ngồi phía sau bị xe tải cán qua đùi gây tổn hại sức khỏe lên đến 85%. Trong suốt quá trình điều tra, chị Trân liên tục kêu oan. Chị cho rằng xe tải bất ngờ chạy vào làn đường xe máy nên hông bên phải xe tải va vào tay lái xe máy làm chị mất thăng bằng. Thấy vậy, xe tải mới chạy sang trái trở về làn đường ô tô rồi thắng đột ngột làm chị Vân ngồi sau xe bị ngã xuống đường. Tiếp đó, có một lực đẩy đụng vào phía đuôi xe làm xe chị Trân ngã xuống đường, rồi bị xe ba gác kéo đi một đoạn. Thế nhưng, tháng 10 năm 2014, chị Trân vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt đến 5 năm tù. Rất nhiều lần Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ nhưng không thể tuyên án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh vẫn bảo lưu quan điểm nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do chị Trân điều khiển xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, xử lý kém. Từ sự đấu tranh của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cùng hai luật sư Hồ Tố Trinh và Lê Quang Vũ cùng văn phòng luật sư người nghèo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10, cơ quan điều tra đã phải đình chỉ điều tra đối với chị Trân vì đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.